Alo. Alo anh ơi, tôi đang đến để lấy cái bộ com lê ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi anh... đến thì ô tô tôi đỗ ngoài, xong anh đưa hộ tôi luôn cái một cái áo với lại hai cái quần anh nhá. Thì anh cứ đỗ xe xong anh vào anh mặc khoác thử thì cũng được. Hôm nay ngày ngày chủ nhật nó không cơ cấm xe đâu. Nó không cấm đâu. Xe hả? Vâng vâng, anh cứ đỗ đỗ ở cửa đi nhá. Đỗ cửa được. À thế ạ, thế đỗ ở cửa luôn được cái gì anh? Vâng vâng vâng, đỗ ở luôn ở cửa luôn được. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Dạ. Số 8 là họ chuyển đi rồi, nhà 8 là nhà cũ. Đi vào trong này chạy ra đi. Nhà cũ cũ. 20 đấy. Ờ, đây rồi, bình. Đây bác đây rồi. Thank you.
Thank you.